Ba ngôi chùa cầu duyên nổi tiếng linh thiêng, một chùa Hà, khi đi lẻ bóng khi về có đôi, thời gian trôi qua đã bồi đắp nên sự linh thiêng của chùa Hà. Nơi đây đã trở thành một điểm tựa tâm linh để san sẻ nỗi lòng với những bạn trẻ lận đận gặp trắc trở trong con đường nhân duyên. Người ta cũng truyền nhau rằng chùa Hà chỉ dành cho những người độc thân, người đã có nơi có chốn thì lại không nên đến cầu. Hai, chùa Thầy Hà Nội. Gái chưa chồng thăm hang các cớ, trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy. Hang các cớ vốn được người dân trong vùng coi là nơi đem lại nhiều may mắn về tình duyên. Đường lên hang các cớ thường hiểm trở là để thử thách những cặp đôi du khách đến đây để cầu nguyện cho những điều tốt lành và cho đường tình duyên của mình được suôn sẻ. Ba, chùa Duyên Ninh Ninh Bình. Theo dân gian tương truyền, đây là nơi công chúa Lê Thị Tất Ngân, con gái của vua Lê Đại Hành và là vợ của vua Lý Công Uẩn đã xe duyên cho nhiều đôi trai gái. Có lẽ vì vậy Duyên Ninh đã trở thành một ngôi chùa cầu duyên nổi tiếng ở đất cố đô Nga Lương.